còn mình là Tóc. Đến với chương trình ngày hôm nay thì các bạn sẽ có cơ hội trúng được một chiếc xe đạp. Xin em hỏi, xe đạp điện hay xe đạp đồ chơi? Xe đạp bình thường đạp được chứ. À, nó là mình chính xác là nó là không phải điện cũng chẳng phải đồ chơi. Nói chung là em có thể sử dụng được. Xe đạp giá trị cao nha. Sau khi chiếc xe đạp thì các bạn sẽ trải qua hai trò chơi của ngày hôm nay ta. Nhưng mà lưu ý các bạn thì trong ba bạn ngày hôm nay có một người là gián điệp. Ủa anh, gián điệp làm gì anh? Gián điệp là cái người sẽ là tay trong của ban tổ chức. Cái người này ghê lắm, luôn xăm soi tìm cơ hội đi chiếm chiếc xe đạp của các bạn. Ủa người trong ban tổ chức chơi xăm soi chiếm lấy cái xe đạp. Là ý là ban tổ chức người của em mới chơi là không muốn cho em lấy cái xe đạp về hả? Không, ý là vẫn chưa biết được ai là gián điệp. Gián điệp chỉ là cái người có lợi thế mà thôi. Đó, thật sự là các bạn đang đâu pha là gián điệp đúng không nè? Bóp phải gián điệp nè. Không phải, em biết gián từ người quảng cáo thôi à. Giờ con cũng có thể đang gián điệp à. Tin được không bé? Không. Thôi. Phi phải gián điệp không à? Ủa em đã bảo em chơi về tình cảm mà vui là chính chứ. Biết biết cái gì đâu anh, em đâu có thích quà tặng gì đâu anh. Em chơi đâu vì quà tặng đâu mọi người. Bây giờ anh sẽ phát cho các bạn thêm 3 tờ giấy nữa. Các bạn sẽ nhẹ nhàng xem 3 tờ giấy đó. Trong đó nó sẽ có một cái từ khóa nha. Các bạn sẽ chọn ngẫu nhiên mỗi một tờ. Wow. Cái từ khóa là gì các bạn? Thi có thể mở ra. Dạ, từ khóa của em là chấp kít ạ. Rồi bây giờ các bạn, cái từ khóa của mình đang cầm trên tay, các bạn sẽ phải dùng cái từ đó để thay thế cho một từ nào bất kỳ mà các bạn mong muốn nha. Thì cái người được chọn từ đây đến cuối chương trình để thay thế cái từ mà Thi đưa ra bằng cái chữ tấp kít nha. Rồi bây giờ Thi, đầu tiên em sẽ muốn chọn cái người đó mà em khóa là ai? Em sẽ lựa chọn cái người mà không tin tưởng em, đó là bạn Nhi. Bạn Nhi, từ bây giờ đến hết game Nhi sẽ không được nói từ bắt mà phải thay bằng từ tấp kít. Chào bạn tấp kít. Mình rít kích không có tóc kết bạn ơi. Từ khóa của em là khỏe mạnh tự nhiên. Thì em muốn nói chung là có qua có lại. Em sẽ muốn chọn Thi. Ủa thì từ giờ đến cuối chương trình hơi lộ. Trời ơi chưa chơi bất kỳ một cái gì luôn mà đã bị lú rồi. Đây là tóc kết. Đây là tóc kết. Ở đây em khá tóc tự nhiên. Em chị em chị khóa em đúng không? Đây nè đâu em phải khóa mất đúng không? Em khóa chị khóa mất em khóa chị thì giờ có khóa em chị khóa em bà lú được người hồn á. Chị chọn Nhi để khóa khóa chị từ khóa là bắt phải kêu bắt là bằng tấp kết. Không chị vậy hả? Làm lại. A few moments later. Ok em sẽ chọn mất từ bây giờ đến hết trò chơi. Em sẽ phải gọi Nhi bằng từ top kit. Ok, thì từ khóa của em là khỏe mạnh tự nhiên. Thì em sẽ muốn chọn con người vì tình thương thật thà nhất ngày hôm nay. Thì từ giờ đến cuối chương trình thay vì gọi tên em là Nhi thì phải thay bằng từ khỏe mạnh tự nhiên. Còn từ khóa của em là lớp học mặt ngữ. Em sẽ chọn một người nãy giờ chưa bị khóa đó là bạn top kit. Thì bây giờ từ đây đến cuối ván thì tất kích không được nói từ Thi mà phải thay từ Thi bằng từ lớp học mặt ngữ. Chốt lại là chị sẽ phải gọi đây là khỏe mạnh tự nhiên. Rồi chắc là như vậy đúng không? Rồi các bạn sẽ khó đi nha. Đầu tiên chúng ta bắt đầu trò chơi. Đầu tiên chúng ta sẽ có tên gọi là thử thách sức hút. Bạn đoán xem bạn sẽ hút cái gì? Bò hút. Con người này. Thì em hỏi xin lỗi ba bạn chơi ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với trò chơi đầu tiên với tên là thử thách sức hút.
chắc là các bạn đang là những cái hộp thì mỗi bạn để chọn cho ta mọi người hộp. Chọn cho mỗi người một hộp không? Hộp nào cũng như nhau hết. Thôi các bạn chấp trước đi, mình nhường cho các bạn. Em này mình thắng. Thử thách sức hút, cho nên ai hút hết hộp đó trước thì người đó sẽ chiến thắng. Và tại sao các bạn hút rất nhanh? Tại vì ở đây vào chơi này chúng ta sẽ bắt đầu thu thập những cái thẻ lớp học thuật ngữ từ vòng chơi này. Cho nên khả năng để các bạn thu thập những cái thẻ mạnh, những thẻ đặc biệt hoặc đặc biệt hơn thì các bạn thu thập luôn ngay cả chiếc xe đạp của chúng ta. Rồi, các bạn nhớ lưu ý khi ban tổ chức đếm 3, 2, 1 thì bắt đầu các bạn sẽ hút hết cái hộp đó. Ai hút hết trước người đó sẽ đánh vô cái chuông này. Bây giờ mình có nghi muốn hút vô trước không? Hay là có một số bạn gian ấy? Thì chúng ta thôi đâu, đó là kinh nghiệm đó em. Trời ơi nè. Nè vậy mà bảo để nó chơi. Chơi là gì không? Chơi là sống chết. Sống chết có số. Chơi là vui. Chiến thắng là người. Trời ơi bạn sống trong tình yêu. Trời ơi không tin nổi luôn mọi người ơi. Rồi trò chơi chúng ta chuẩn bị 3 2. Vô cái. Em cười mà em cứ mày là em muốn thử mọi người. Em muốn thử. Em cũng xong rồi. Em cứ là nó khác em đó mọi người ơi. Thành sẽ ưng nghiệp xem không. À, bạn tổ chức ơi, mình chỉ cần một người chiến thắng rồi đúng không? Chính xác. Thì các bạn không cần uống, tôi uống được rồi các bạn ơi. Để tôi. Bây giờ các bạn khỏi uống, cái này là của tôi. Rồi, chị hút hết nè, chị hút hết nè. Không có đi, em được không? Là một lần thôi. Như vậy đó, mà tính thế cái việc ăn nhè nhiều hút trước người ta. Em rất là cảm ơn những người đã đi ra chương trình. Rất là yêu biết. Qua chương trình này thì em mới biết phát hiện ra một sự thật là em không có sức hút. Rồi, Bắp là người chiến thắng ở cái vòng này. Rồi bây giờ Bắp sẽ lên đường chọn 6 cái thẻ ở trên đó. Sẽ có hình như thế. Chúng ta sẽ xào cái đó lên. Chọn không? Con số gì đây? Là ra con mấy sẽ ra cái sẽ đặt luôn. Rồi, 6 thẻ nha. Rồi bây giờ Bắp sẽ được xem 6 thẻ đó và chọn cho mình 2 thẻ. 4 thẻ còn lại sẽ đưa ngẫu nhiên cho hai người chơi thi với nhì. Bạn đã giúp cho ba cái hộp mới nào. Mỗi người một hộp nào. Mỗi người hả? Để chúng ta công bằng, chúng ta hãy mở gỡ biệt. 3, 2, 1. Tôi em chưa rồi. Em còn xin đó. Em còn chưa đục nữa. Trời đất ơi. Thôi hứa. Thắng nghe giọng thôi, giọng tao nhường. Hứa mà. Hứa luôn mọi người ơi. Ta dành cho các bạn mỗi phút mặc kệ. Để hai bạn hút hết nè. Nè từ khi cũng có một khó tưởng luôn đó mọi người. Giang xin cây bút ghi nữa tiếng sao. Bạn nhà xong rồi đi như người ta uống nào. Những cô gái cũng sẽ không. Có thể mặc tự nhiên với đó không được. Không định lại. Sai. Tại bà gì? Ủa kêu sai được khóa cái bị gì của mày. Đúng rồi mà. Có chứ. Ai sao được khóa. Thì dòng. Tôi kết lại. Ủa, hỏi người ta. Phạt. Tay cho một chàng pháo tay đón chờ bạn nha. Em người không gì mình trời chung đất gì. Em không phục, nói chung là em không phục. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cố lên, còn 3 cái nữa thôi. 8, 9. Như vậy rồi một xíu sau cút lại. Không sao, đó là nó là em. Này xong em sẽ có sức hút tặng mọi người ạ. Ok bạn. Em có kiến. Bạn cũng chắc là em chưa lấy phần thưởng à. Rồi Bắp sẽ xem 6 thẻ đó và chọn 2 thẻ mình mong muốn giữ lại. 4 thẻ kia sẽ phát ngẫu nhiên cho này. Nó học bài ngữ và tất kiến. Sức mạnh vũ trụ. Sức mạnh tiềm thức. Sức mạnh của trà lạc quan.
Rồi các bạn, mỗi người chọn một hộp. Quá tàn ba bận. Yên tâm đi, bây giờ ba đứa chết sẵn quá chơi. Rồi ba đứa chết rồi, ba đứa chết rồi mọi người. Xong hết ba đứa mới đến. Bắp chiến thắng hai vòng rồi, Bắp có tự tin là chấp với hai bạn còn lại nửa đường không nè? Nhưng mà ba có chứ muốn em chấp nửa đường sao em thấy khúc nào tới nửa đường hỏi tới bà 3/4 đoạn đường rồi mới kêu em chạy lại thua rồi thua non mọi người ạ. Ba tổ chức từ em xíu trước khi quay á để em hút thử xem nó bị gì cho mọi người thử để em hút thử xem nó là bị gì hết rồi từ nãy giờ em hút nhanh quá em hút đúng không em á. Em chắc mọi người ghi bấm hút luôn mà giờ còn hút nữa no mà em chắc mọi người ghi bấm hút luôn. Rồi 3, 2, 1 từ từ thôi nó phải sạch đi. mọi người xem được cái video này thì mọi người cũng đã thấy là em có một mình có một sự nhường nhịn hai bạn bên đây. Anh nhắn là bất nhắn là em. Em dán này em nhờ các bạn chọn thẻ giùm. Nhưng mà em là người phát thẻ nha mọi người. Nhờ hai bạn đây bóc giùm em để biết cảm thấy chiến thắng là như thế nào. Thì bóc giùm em ba thẻ đi ạ. Thôi em từ chối ha. Em từ chối nói chung là mời bạn. Em thù em là người có không thắng đi chăng nữa thì em có sức diện mọi người. Mình rất là cảm ơn, mình rất là cảm kích. Mời bạn. Chúc hai bạn ôm hai cái tự trọng đó mà chơi tới cuối ván nha. Thằng thua chưa biết đâu, ngựa hay phải đến hồi kết. Niềm tin, một niềm tin. Tự nhiên là ba đứa một, có đỏ mà không có thơm thì chẳng nên cơm cháo gì đâu. Một lần nữa vũ trụ trả lời rằng mình sẽ dẫn đầu. Chúng ta đến tới đào đấu cuối cùng. Em, dòng này em xin chấp các bạn em không gỡ bịch trước luôn. Em nhường các bạn gỡ bịch. Rồi chuẩn bị 3, 2, 1. Ủa, uống để hết hả má? Em thắng rồi mọi người ơi. Chiến thắng đầy sự nhường nhịn. Nói chung thì cũng cảm ơn bạn. Không sao, đó là tấm lòng cao cả. Chết mà, chết mọi người, chắc chết mà. Thực sự thì người thành công thì có lối đi riêng. Lối đi bé. Lối đi riêng của lớp học một nửa là hết cười cái. Nè, làm vậy mới khỏe mạnh tự nhiên hiểu không? Muốn tập muốn khỏe mạnh. Đồ khô. Không biết rồi. Vậy, okay. Chọn tháo thẻ. Còn lại chắc chắn là sẽ đang nằm trong tay một trong hai người này nè. Tại vì tụi bé là em đâu thắng cái trận nào đâu. Mỗi bạn chúng ta đang có 8 thẻ lớp học mật ngữ nha. Rồi, trò chơi thứ nhất kết thúc. Rồi, chào mừng các bạn đến với trò chơi thứ hai có tên là sưu tầm thẻ lớp học mật ngữ tấp kít và rước xe đạp. Hôm nay là ai thắng là rước xe đạp này luôn đấy. Rồi, ở đây trò chơi thứ hai chúng ta cũng sẽ trải qua 4 round. Ở mỗi round các bạn sẽ có một câu hỏi. Rồi, khi mà ban tổ chức đọc câu hỏi lên thì ai biết được câu đáp án thì nhanh tay bấm chuông trả lời. Rồi bây giờ thì ở mỗi một vòng chơi thì chúng ta sẽ có một cái luật ở đây. Các bạn sẽ xem 8 thả bài của mình. Rồi mở ra xem 8 thả bài. Nhìn nó, nhìn thật kỹ nó. Nhìn nó là lần cuối cùng các bạn có thể nhìn nó đó. Tại vì ở trò chơi thứ hai này thì khi các bạn chơi ở mỗi round, các bạn sẽ bóc ngẫu nhiên 2 lá trong tổng số các thả bài của mình. Nhớ bóc ngẫu nhiên nghĩa là không được lựa chọn. Nếu ai trả lời đúng câu hỏi thì người đó sẽ được thu thập hết tất cả các thẻ của hai người chơi còn lại. Cho nên các bạn lưu ý, có người đã sở hữu được chiếc xe đạp trong tay rồi, nhưng cũng có khả năng là sau khi kết thúc trò chơi này xong, chiếc xe đạp nó chạy qua chỗ của người khác. Nhưng mà câu hỏi có đáp án ABCD không? Không. Rồi câu hỏi đầu tiên,
Đây là một thẻ nói về một bạn nam của lớp Hoàng Đạo. Có hai gợi ý về bạn nam như sau. Thứ nhất, nhân vật chính của một tập phim hoạt hình. Thứ hai, ơi nhưng mà như vậy không đồng ý. Được. Khi nào anh nói chuyện kết thúc thì các bạn mới được bấm. Rồi anh nhắc lại, có hai gợi ý về bạn như sau. Một, nhân vật chính của một tập phim hoạt hình. Thứ hai, tự tin về dãy đẹp trai tài năng của mình. Chưa kết thúc phạt vậy là ra em. Đúng, chính xác. Bấm công việc trả lời. Ba, sư tử. Chính xác. Tại vì sư tử đẹp trai như em vậy. Đừng lấy xấu hẻm nè. Chính xác, em được sở hữu hết bốn thẻ của thi mình đi luôn. Không được xem nha, không được xem. Để em chắc mọi người bấm trước mà mọi người làm luật. Định nhường mà, kỳ quá. Thì tự nhiên tất cả. Rồi chúng ta đến câu hỏi số 2. Xí. Rồi, trình bày. Thôi để lát nữa cuối game nữa không phải tập trung chơi game này. Không. Cuối game đi. Game là dồn lại là mạnh hơn nữa đó. Không sao anh, em chấp nhận. Đó nha. Lát cuối game chờ rồi. Một xèo. Rồi, ban tổ chức có một cái thông tin cho các bạn sau đây. Mỗi bạn chúng ta sẽ có một cái ngôi sao may mắn cho mình. Khi mà các bạn đặt cái ngôi sao may mắn ở cái rau thi đó, nếu như bạn trả lời chính xác thì bạn sẽ được gấp đôi số thẻ. Và bạn phải nhớ là bạn phải chọn cái người mà bạn thách thức. Câu hỏi của vòng thi thứ hai như sau. Hồi nãy chúng ta có một bạn nam rồi đúng không? Chúng ta xin đố về một bạn nữ. Rồi, có hai gợi ý về bạn nữ như sau. Thứ nhất, fan hâm mộ số 1 của sư tử nam. Thứ hai, từng giận bản thân chi que kem. Kết thúc. Cự giải. Chính xác. Trời ơi. Nhưng mà em không đồng ý. Là cứ chậm chậm như vậy. Ủa thì không rồi, người ta bấm ngay. Người ta bấm lên rồi. Mở. Lần này em muốn dùng ngôi sao hy vọng. À, ghê. Em dùng ngôi sao hy vọng. Chị em đâu còn gì đâu để lấy. Đâu còn đấy. Đặt trường hợp nếu như cả hai bạn đều trả lời sai thì tất cả thẻ của hai bạn sẽ thuộc về Nhi. Tất cả là trên mặt này đúng không? Đúng rồi, cái thẻ của bạn đặt sẽ thuộc về Nhi. Sao không thể trả lời sai được? Giờ thì mình đến một bạn rất là nhiều fan. Wow. Có hai gợi ý cho bạn sao? Thứ nhất, ghét sự lựa chọn. Thứ hai, từng có mối quan hệ bùng binh cho cái đáp án với nhân mã và sự tử nam. Kết thúc. Thiên bình. Chính xác. Em bây giờ hai lá nữa đúng không? Trời, cảm ơn nha. Thôi nhưng mà em thấy câu hỏi không có fair chứ em mình và tức ấy. Ủa câu hỏi không có fair với em và tức ấy. Và các bạn lưu ý, ở trong ba bạn, các bạn phải nhớ rằng trong đây chúng ta có một người là gián điệp. Từ bây giờ đến khi kết thúc thì bạn gián điệp đó có quyền đặt bàn, giơ tay lên và mạnh dạn đoán xem cái chiếc xe đạp của chúng ta đang nằm ở đâu. Nếu như mà cái người gián điệp đó chọn đúng cái vị trí của chiếc xe đạp, chọn đúng ở đây nghĩa là thuộc về ai đó nha, chứ không cần nhất thiết phải chọn nằm ở vị trí thẻ nào đâu nha. Nếu như mà gián điệp chọn đúng thì coi như chiếc xe đạp đó thuộc về gián điệp. Nhưng mà gián điệp phải trả lời đúng đáp án đúng không? Không. Không bạn, không biết đúng là em ở đây không có gì bằng người cẩn thận. Trường hợp nếu mà gián điệp và trả lời sai do cái thẻ chiếc xe đạp đang nằm ở chỗ gián điệp và gián điệp không biết thì lúc đó gián điệp sẽ chia ngẫu nhiên phân nửa cái thẻ của mình cho hai bạn còn lại. Và sau khi đó hai bạn sẽ mở ra chiếc xe đạp thuộc về ai thì người đó sẽ chiến thắng. Ok. Cho nên bạn nào là gián điệp thì chúng ta vẫn phải cố gắng đoán chính xác nha. Nhờ năng lực vũ trụ hỗ trợ nha. Có ai muốn dùng sao may mắn? Còn có mình em thôi. Rồi đồng ý. Câu hỏi như sao? Câu hỏi này là về một bạn nam. Gợi ý như sao? Thứ nhất, thích du lịch và khám phá. Thứ hai, sở hữu một kho báu từng khiến cả lớp Hoàng Đạo phải ngã ngửa vì hết sức tào lao. Kết thúc. Nhân mã. Chính xác. Trời ơi, tại sao ban tổ chức lại đưa ra những hỏi như thế vậy? Những câu hỏi từ vũ trụ gửi về, từ NASA gửi về không biết mọi người ạ. Em là gián điệp, em muốn đoán thẻ xe đạp bây giờ đang nằm ở tay của lớp một nữ. Em hả? Chắc chưa? Chắc chắn chưa? Bài 2 tháng 8 rồi đây. Em còn lấy thẻ nữa. Anh còn thua trong hai cái vòng ở sau em hy vọng nữa. Là 4 thẻ thôi chứ hả? Ừ, nói chung là cảm ơn sự góp ý của hai bạn nhưng mà không bé ơi. Chỗ thì bấm chưa? Chỗ bấm chưa? Người em chọn là Thì... Ê... Nó không
rồi tất chết rồi. Thì trước khi mà chúng ta mở cái đó ra thì hồi nãy hình như bạn Thi chúng ta có một sẹo. Dạ. Và bạn Nhi bây giờ cũng mới có một sẹo. Đúng rồi. Thì trước khi chúng ta công bố kết quả thì hai bạn chúng ta trả nợ cho xong hết đi ha. Yeah. Ok. Trời ơi, đúng. Khi đến chơi game phải đến hình xác nữa mọi người ạ. À. Một. Hai. Ba. Bây giờ bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Thầy Hoàng Tự Nhiên. Chín rưỡi. Thầy Hoàng Tự Nhiên. Không biết rồi. Đi. Mở hết tất cả thẻ của em coi. Xe đạp đâu? Dạ, mặt trắng đẹp ở đầu xanh nè. Ủa đây, xe đạp lên. Cuối cùng vô tay thi không? Trời ơi, em nghĩ chắc là vậy luôn á. Rồi bây giờ từ từ hai bạn. Ôi, wow, đẹp. Ôi, là tuyệt vời. Giờ ba sẽ thử các bạn nè. 3, 2, 1, mở. Tè tè. Mở, tè. Mở. Tiếp mở. Tè. Tự tin khoe chiếc xe đạp của mình nè. Đây chiếc xe đạp của em đây mọi người ơi. Rồi kết thúc trò chơi xong, chúc mừng Bắp đã sở hữu được chiếc xe đạp. Chúc mừng Thi đã có được hai cơ hội nhưng vẫn không trúng được chiếc xe đạp. Sau khi giành chiến thắng thì em muốn truyền một cái năng lượng cho các bạn xem được cái video này, đó là mình chơi cái gì cũng vậy, sống chết có số, phú quý giờ trời. Đó là gì London của em trong năm 2022 này. Chúng ta đã kết thúc được hai trò chơi của ngày hôm nay và người chiến thắng đó là Bắc. Rồi đối với các bạn đang xem chương trình thì các bạn cũng sẽ có một mini game dành cho các bạn để có cơ hội trúng được một bộ khu rừng kim cương. Câu hỏi như sau: bộ thẻ lớp học bậc ngữ được nhãn hàng nào tặng? Gợi ý: nhãn hàng này giúp chúng mình khỏe mạnh tự nhiên. Rồi các bạn hãy nhanh tay gõ đầy đủ tên nhãn hàng ở dưới comment và một con số may mắn từ 1 đến 999. Thể loại chi tiết thì sẽ được ghi ở trong phần mô tả của video. Chúc các bạn may mắn và đừng quên subscribe lớp học bậc ngữ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah. Dù hay hát nhưng mà họ có hát hay, nên đâu phải ước mơ là được ngay. Nhiều ước muốn không có gì là sai, nhưng mà cố chấp quá nên thành đã ăn hại. Thích kết bạn nhưng mà lại tính toán, chơi như vậy bạn thân mấy cũng toàn. Chung một lớp thì mình phải đàng hoàng, cùng nhau đoàn kết là bé khỏe bé ngoan. Có đôi khi buồn vô và phần nuôi ước mơ, có đôi khi cười ngu ngơ mà mấy ai ngờ tất cả để đầy trong tim. Trói chàng chờ mong vươn lên mây cao và tỏa sáng, trưởng thành để thấy thế giới chẳng ai như ai, tạo thành mảnh ghép gắn kết ngày đêm xa vời, đừng để ngày tháng cuốn mất từ gió trong tay, còn chờ gì hãy bước đến và tung cánh bay, trưởng thành để thấy thế giới chẳng ai như ai, tạo thành mảnh ghép gắn kết ngày đêm xa vời, đừng để ngày tháng cuốn mất từ gió trong tay, còn chờ gì hãy